thầy và các bạn. Chào thầy. Hôm nay em sẽ làm bài tập 8 viết và mô phỏng chương trình dữ liệu từ 0 đến 9 từ Ma Trần viết thì lên dòng 1 của LCD làm từ 0 đến 9, và khi mình nhấn phím A và thêm một cái phím nữa là phím A thì nó sẽ sắp xếp lại cái chuỗi dữ liệu đó và nó nhập lại thứ tự thành dòng hiển thị ở hàng 2 của LCD. Bởi vì theo chúng ta biết đó, thì LCD, chúng ta sử dụng LCD 16x2, nó sẽ có hàng 1 và hàng 2. Hàng 1 dùng để hiển thị những số mình đã bấm theo thứ tự mình đã bấm, còn hàng 2 là sẽ sắp xếp, nó sẽ cũng là những cái số mình đã bấm nhưng mà nó sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần và sẽ được hiển thị ở đó. Và bài này đầu tiên chúng ta sẽ viết vẽ sơ đồ mặt trụ chung. Vẽ mặt chung là ở đây em đã vẽ sẵn. Đây. Đây là thường khi chúng ta vẽ thì chia nên là trước khi chúng ta vẽ sẽ có những thứ này. Nếu ai chưa biết lấy đồ á, thì ở đây chúng ta ra bàn phím á, chúng ta thấy rõ là gọi là keypad. Keypad nó sẽ ra được, tức là keypad, mà ở đây em sẽ dùng keypad là của calculator, là small calculator. Ở đây cái này là cái biến này em đã tạo ra cái calculator có biến giống như mình đã lập trình là 0 2 4 5 6 7 8 9. Xíu nữa em sẽ chỉ cách để tạo cái hình đã lại, chỉ cứ ấn double click và chúng ta sẽ được có cái này thôi. Giống như bình thường, đầu tiên chúng ta tạo một cái, chúng ta sẽ lấy một cái biến gọi là cái respect, một cái thanh điện trở, để có gì chúng ta tạo cái nút nhấn, xíu nữa chúng ta là nhấn cho cái keypad. Và việc đầu tiên, bởi vì chúng ta hiển thị cái số mình đã bấm lên một cái màn LCD nên chắc chắn rồi chúng ta sẽ lấy một cái LCD lên 1016 lần là LCD 16x2. Đây. Và theo như chúng ta bài học ở bài trước thì nói chung em sẽ dùng chỉ có 4 font thôi, là font 1, 2, 3, 4 để điều khiển LCD, và cái chân reset, UI và E và font E0, E1, E2 và để bằng VDD thì sẽ bấm nguồn 5V và VSS thì nối đất, cái còn lại nếu mình rảnh thì cứ thể gắn vào đất luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn một cái font. Bình thường khi mới ra mình chưa tạo một cái keypad nào hết, keypad một cái nút bấm nào thì nó sẽ là cái này. Và để mình lập trình lại mình chỉ cần lập trình các phím bấm, nhưng mà sau chúng ta chỉ cần bấm decompose nó sẽ này, và mình bấm được một chút vào cái số nào mình gọi, ví dụ như này là số 0 thì nó là số 0, và tiếp tục là số 1, và tiếp tục là chúng ta sẽ được một cái keypad với lại cái số mình mong muốn. Nếu như đã xong chúng ta cứ chọn nó và mình make device. Khi đó mình make device nó sẽ theo ra một cái thiết bị mới, nó theo cái thông số của mình hơn, theo cái số mình để đưa ra hơn. Ví dụ như này device, và nãy mình đặt tên cho nó rồi cho nó vào thư viện thì nó sẽ vậy. Ở đây mình đã làm trước một cái keypad 048 đây. Đây mình đã làm một keypad này. Em đã làm một keypad trước, đó là 0 2 3 4 5 6 7 8 9 và chữ A như là mình đã lập trình. Vậy là cũng như mấy bài trước, chúng ta sẽ tạo một cái crystal để mình tạo độ delay cho con PC bấm đường để PC tới 7 cho cái thiết bị IP này. Và chúng ta tạo một cái nút reset, xóa gì đó. Và đây là kéo điện trở, kéo bấm lên. Sau đây em sẽ bắt đầu tiếp tục với sơ đồ. Cái lưu đồ. Ở đây em đã viết sẵn lưu đồ là vì khi chúng ta begin và khai báo thư viện có hình chân thực thể thì em sẽ chọn một cột là gọi là mp.xff cột bằng dấu xff chuỗi 1 và chuỗi 2 là ở giữa đây là 16 ký tự.
tượng trưng cho 16 dòng, 16 16 ô trống của cái LCD từng dòng, từng hàng. Hàng 1 là của hàng 1 là của chuỗi 1, hàng 2 là của chuỗi 2. Đó chúng ta sẽ quét cột. Nếu quét cột khi hàng 0 bằng 0 thì nếu đúng nó sẽ ra hàng 0 và tiếp tục cho tới cái hàng 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 thứ tư là hàng 3 bằng 0, hàng sẽ bằng 3. Khi sẽ hết thì chúng ta sẽ đặt hàng là 0XFF, đây là biên hàng. Và đặt cái biến mật P gọi là cột cột nhân 4 cộng hàng. Khi nếu mà hàng công thức đó nếu mà mật P bằng 10, bé hơn 10, chúng ta sẽ chuyển MP sang mã ASC. CI và lưu vào chữ 1 hiển thị lên dòng 1 của LCD theo lập trình. Xíu nữa em sẽ nói rõ hơn. Và khi MP bằng 10, chúng ta sẽ sao chép cái biến ở trong chữ 1 sang chữ 2 nó bằng MP, và lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp và hiển thị xuống dòng 2 của LCD. Là em thì chúng ta sẽ chạy lại của cái lặp lại quá trình đó ở KT, quy trình KT, và nó là một dòng chu kỳ giống nhau nếu mình làm nhiều lần. Đây, vậy sau đây em sẽ trình bày chương trình của mình. Theo bài của thầy thì trước khi và sau khi khai báo tất cả các biến này, theo bài của thầy em sẽ tạo thêm một ở đây có include thêm VV bằng khi 4 x 4 mô phỏng một for, là em làm theo cách của thầy là em tạo ra một cái biến cho cái phím bấm. Ở đây là LX, này là theo ấn của thầy, em chỉ cần copy lại thôi, và mình tạo ra được cái include là một cái thư viện mới cho thư viện cho để mình làm cái nút ấn, mình làm để mình hiển thị cái con số mình ấn vào mặt bàn phím này. Đầu tiên chúng ta như bình thường để hiển thị LCD chúng ta sẽ cần có cái biến LCD và theo cái chân chúng ta đã gắn vào LCD và cũng như thư viện của LCD nữa. Ở đây em đã đặt ba biến, ba bậc năm biến, lần lượt là chữ 1 là 16 ký tự trống, 2 16 ký trống như trong video mình đã nói, và ba biến còn lại là IK và TOM. Thì em Voiman ở đây Voiman, vậy em sẽ set trip mấy cái D và cái chữ D và chữ E của hồ sơ S87 và cho cái LCD đúng ở đây. Ở đây em sẽ viết chương trình lập như trong studio, bắt đầu bằng khi 4 x 4 là ở đây trong chương trình phỏng một bao kêu bốn và chạy này để chống dội dẫn ấm. Và đặt nếu tiếp bằng mp bằng 0xff, và khi trường hợp mp bằng 10 thì và for y bằng 0, y bé 15 y bằng cộng và chữ 1 sẽ tăng dần lên, và nó sẽ tăng nó để đẩy qua và tới khoảng tới 15 ký tự sẽ 16 tới 16 ký tự là hết cái LCD mọi người, nó sẽ đẩy qua tiếp, nó sẽ dần không đẩy nữa. Này tiếp về tiếp, và khi là để dòng hiển thị cái dòng lên dòng thứ nhất, và nếu LX bằng MP bằng 10 á, khi MP bằng 10 thì chúng ta sẽ sao chép từ cái chữ 1 qua chữ 2 là cái những thứ mình đã ấn qua chữ 2, và từ đó là nếu y bằng y bé 16 y bằng cộng thì chúng ta cũng đẩy qua và sao chép y hệt từ chữ 1 qua chữ 2. Nhưng ở đây em sẽ tạo luôn cái biến là khi chữ 2 lớn, khi chữ 2 thứ nhất nó mà lớn hơn ấy, chữ 1 thứ nhất chữ 1 thứ hai, thì ví dụ vậy thì nó sẽ chuyển ngược lại, ví dụ lại là chữ 1 thì sẽ về phải chữ 2 về trước. Đấy, chỉ để mình đây là nói chung á, là mình để sau này để mình sắp xếp lại cái thứ tự của các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Và khi xong cái LCD go to để mình hiển thị go to XY thì ở 1 2 hiển thị 1 2 xong chữ 2y, đây là xong chữ 2 có kết quả, và chúng ta sẽ lặp lại cái chương trình đó là go to lặp. Và sau đó em sẽ bắt đầu mô phỏng cho quá trình này. Đầu tiên chúng ta đưa màn hình, ở đây em sẽ đưa màn hình là bài 8x, em bài đặt là 30 set, và chúng ta bắt đầu mô phỏng. Ở đây theo thầy thì mấy bài nếu làm theo cách cũ thì mô phỏng cũng được, nên em làm theo thầy và làm cách mới. Ở đây suy nghĩ khi ông chúng ta không thì ra không là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cỡ tiếp thôi. Khi thế là mình sẽ không ấn được nữa bởi vì đã hết 16 ô thì thôi. Và khi mình nếu mình vẫn giữ A thì đây nó sẽ sắp xếp lại là 1 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 là theo thứ tự từ bé đến lớn. Và khi mình muốn giữ lại bình thường mình chỉ ấn reset tiếp lại, ví dụ như nếu mình ấn 5 9 2 0 4 7 3 nó bị hello, với lại do mình đúng không mô phỏng chưa đẹp thì mình cho nó là 5 2 0 4 3 và số 8 nữa. Thì khi mà nắm A thì sao nó sẽ ra được, nó sẽ xếp thứ tự từ bé đến lớn, nó bị out ra. Em lại cả một thứ ít nó hay bị lỗi thầy, cái thầy và anh Hải không cả này mình cho vào bóc lại 5 4 5 2 7 9 8 và ví dụ đi 7 8 0, chúng ta sẽ sắp xếp từ nhỏ lớn là 0 1 2 5 7 8. Vậy cảm ơn thầy và anh Hải đã nghe. Tới đây thì phần trình bày của em đã hết rồi. Cảm ơn thầy và các anh Hải và các bạn đã lắng nghe. Đây, em xin kết thúc video của mình tại đây.